em sẽ thêm cười, bạn bè từ khắp nơi đã quay về chào đón trong ngày vui tiếp theo. Từng ngày cùng chi nữa ai ơi, hòa mình cùng vui suốt hôm nay. Cùng đời tuổi trẻ chúng ta luôn nhiều mơ ước tương lai thêm rạng ngời. Anh nhìn ngắm khắp nơi đây, bạn bè đến quá đông vui. Dần dần lời hát tin ta cùng đàn nhịp trong từng bước thật tình vui. Để bao giữ giữa lung linh, nào cùng cất tiếng ca vang, nào cùng nhau hay vui trong lần đất nước ta quen nhiều bạn bè. Hồi mùa mang đến bất ngờ. Do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Kiết Tường thực hiện được sự tài trợ của nhãn hàng Diana, mong rằng hội ngộ bất ngờ sẽ có nhiều niềm vui thú vị. Thưa quý vị, hội ngộ bất ngờ gồm có hai đội chơi, mỗi đội 5 người. Đội A là đội mang tên Chim Trèo Bẻo. Các cô gái trong đội B mang tên Đồm Đồm. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng đến với phần tự giới thiệu của hai đội. Xin mời đội A. Lời đầu tiên cho phép nhóm Chim Chèo Bẻo xin được gửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay nhóm rất vui khi được tham gia chương trình Hội Ngộ Bất Ngờ. Và bây giờ là sự giới thiệu của từng chú chim trong nhóm. Chú chim ngoài cùng, chú chim xanh lá cây, chú chim một chú chim nho nhỏ rất là dễ thương, chú chim xe sẻ Thành Hương. Còn kế bên chú chim xe sẻ đó là chú chim cú Đức Thuận. Còn kế bên chú chim Đức Thuận đó là một chú chim, một loài chim lạ của Việt Nam, chú chim mặt bự Nam Duy. Còn kế bên Nam Duy là một chú chim đỏ rực, chú chim gõ kiến Anh Khoa. Còn mình là một chú chim sơn ca, mình cũng là đội trưởng của nhóm. Và hôm nay nhóm đến đây với một quyết tâm. Hôm nay hội rẻo đến đây quyết giành giải thưởng khế vàng thật to. Thật to cái mà thật to. Chúng ta cùng gặp gỡ với các thành viên của đội B, tức là đội Đom Đóm. Xin mời các bạn. Vâng, xin chào các bạn khán giả thân mến. Đội Đom Đóm hôm nay tới đây gồm có 5 thành viên. Đầu tiên đó là bạn Thùy Dương, bạn Đom Đóm lung linh. Tiếp theo đó là bạn Thanh Châu, Đom Đóm long lanh. Kế bên là bạn Đom Đóm lóng lánh Uyên Nhi. Và đây là bạn Đom Đóm ống ánh Kim Quyên.
Và cuối cùng là tôi, Thùy Dương, Đom Đóm, lè loẹt kim đội trưởng đội Đom Đóm. Và sau đây xin mời các bạn nghe bài Đom Đóm ca. Đom Đóm chính là ta, ở đâu cũng là nhà, đi đâu cũng tự sáng soi. Đom Đóm đẹp, Đom Đóm xinh, Đom Đóm luôn tự tin và chiến thắng. Oh yeah! Đội Đom Đóm hãy cho biết về công việc mà các bạn đang làm. Vâng, 5 thành viên của đội Đom Đóm đều học các ngành khác nhau. Có Dương và bạn Quyên là học về truyền thông báo chí, và bạn Châu học về quan hệ quốc tế, bạn Hoàng Dương học về kế toán và bạn Nhi học về du lịch. Bạn nghĩ sao khi đến với chương trình Hội Ngộ Bất Ngờ? Đội Đom Đóm đến đây với một mục tiêu rất là nhỏ nho bé bỏng thôi ạ, đó là được hái khế ạ. Vâng, và muốn hái khế thì phải trải qua các vòng thi, thưa quý vị. Và một lực lượng rất hùng hậu và mạnh mẽ góp phần thành công cho chương trình, đó là 60 thành viên. Họ sẽ là những người bình chọn trong từng vòng thi để xem đội A hoặc B có cảm tình nhiều hơn và bấm bàn phím lựa chọn. Thưa quý vị, hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho 60 cổ động viên. Và trải qua 3 vòng thi, số tiền thưởng sẽ là 2 triệu đồng. Điều này tùy thuộc hoàn toàn vào sự lựa chọn bình chọn của các cổ động viên. Ví dụ đội A được 36 điểm, tiền thưởng sẽ là 1.200.000 đồng. Và đội B 24 điểm, tiền thưởng sẽ là 800.000 đồng. Và sau đó chúng ta còn một vòng thi đặc biệt, vòng thi ăn khế trả vàng với trái khế vàng, mà trong đó giá trị của nó có thể lên đến 5 triệu đồng. Một tràng pháo tay chúc hai đội tự tin, may mắn. Và bây giờ vòng 1 của vòng thi thử tài hát dân ca của Hội Ngộ Bất Ngờ xin được phép bắt đầu. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ trong vòng thi thử tài hát dân ca, các bạn sẽ chọn một bài hát bất kỳ, hoặc là bài dân ca hoặc mang âm hưởng dân ca. Tìm cách thể hiện làm thế nào cho độc đáo, sinh động và hấp dẫn. Thưa quý vị, Hoàng Linh của đội A sẽ đến với bài hát Cây Cầu Dừa. Lâu lắm rồi không về thăm lại chốn xưa, đã lâu lắm rồi không về đi qua cầu dừa. Cầu dừa trơn trượt lắm em ơi, đi mà không khéo té như chơi. Môi son má đào chân guốc cao gót, làm sao qua cầu dừa. Em ở phố thì quen rồi xe cổ đón đưa, em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa. Cầu dừa anh dài trước em sao, anh cùng em quấn quýt bên nhau. Cây me trước nhà, cây khế sau ngõ trèo leo cùng cười. Thờ thiêu thờ vui lắm ai ơi, em đâu rồi đã bỏ cuộc chơi, bỏ anh bơ vơ bên cây cầu dừa. Cây cầu dừa sớm nắng chiều mưa, em bước theo chồng khoe áo hồng bao kẻ đón đưa. Làm sao em nhớ đến cây cầu dừa, nhớ vàng bông biến nhớ con ông bầu sớm trưa. Bây giờ em về xa lạ cả người lẫn quê, bây giờ em về quê mình có bao kỷ niệm. Cầu dừa vẫn là lối đi chung, đứng chờ sao bước thấy mông lung. Cây me trước nhà, cây khế sau ngõ, nhìn em sao lạ lùng.
quý vị và đội B Đom Đóm với bài Vỗ Cái Trống Cơm. Chúng ta cùng nghe. Vậy bây giờ xin mời 60 cổ động viên hãy chuẩn bị bàn phím của mình. Bình chọn A hoặc B. Bắt đầu. Kết quả như sau. Đội chim chèo bẻo 28 điểm. Chúc mừng. Đội đom đóm 32 điểm. Chúc mừng. Chúng ta vừa hoàn thành vòng thi hát dân ca. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Hội Ngộ Bất Ngờ và vòng thi kiến thức ca dao tục ngữ. Thưa quý vị, trong vòng thi này, hai đội sẽ có cơ hội thử tài của mình với những câu ca dao tục ngữ theo chủ đề các từ chỉ y phục, áo, quần, yếm, giày, nón. Thí dụ, hỡi cô mặc áo yếm hồng, đi trong đám hội có chồng hay chưa? Đội có nhiều điểm hơn sẽ được quyền ưu tiên. Đập trước xin mời. Không biết để đâu, để trong tay áo lâu lâu em lại dòm. Hôm qua tát nước cầu tình bỏ quên cái áo trên cành hoa sen. Thương nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. Xin mời. Cô kia áo trắng lòa lòa, lại đây đập đất trong cà với anh. Áo dài chớ tưởng là sang, bởi không áo ngắn mới mang áo dài. Thương em như tấm lụa đào, dám đâu xé lẻ vuông nào cho ai. Cái nón,
cái nón của chàng đẹp lắm chàng ơi. Chàng cho thiếp mượn che trời nắng mưa. Nón chàng thiếp đội cũng vừa. Cái nón cũng đẹp, cái tua cũng giòn. Tin mày. Chồng em áo rách em thương. Chồng người áo gấm song hương mặt người. Qua đình ngã nón trong đình. Đình bao nhiêu nhịp. Đình bao nhiêu nói em thương mình mấy nhiêu. Nghe nè em, mưa lầm rầm ướt dầm là cải. Em thương chàng áo vải phong phanh. Chồng người xe ngựa người yêu. Chồng em áo rách em chịu em thương. Phải không? Có quần thì ra hàng bán. Không quần thì đứng đầu làng trong quán. Trời mưa thì mặc trời mưa. Em không có nón trời chừa em ra. Chồng em xe ngựa em thương. Chồng người khốn đuổi em chiều em nuông. Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Nghĩ sao cho bỏ những ngày ước ao. Xin mời. 1, 2, 3, cố lên. 4. Áo đem ai nhuộm giùm mình cho tình. Áo anh rách chỉ đường tà. Vợ anh chưa có mẹ già chưa có. Câu này đã đọc rồi bạn ơi. Xin mời. 2, 3. Cơm cha áo mẹ công thầy có... Hỡi anh áo trắng quần là. Ước gì sum họp một nhà anh ơi. Xin mời đội à. Áo anh sức chỉ đã lâu nay mời cô ấy về khâu cho giùm. Chưa. Tiếp đọc rồi, tiếp tục xin mời đội B. Anh về mua nón mua quai, vừa mua chiếu ngày mai em về. 2 3. Cơm cha áo mẹ chữ thầy gắn công lo học có ngày thành danh. Áo xông khai quần hai lá hẹ, nở dạ nào bỏ mẹ theo em. Em vui em mặc áo hồng. Máy đeo máy đọc biển trời mênh mông. Tiếp tục. Chị ngủ sắc nên đỏ tím vàng. Gặp đây em mới hỏi thực chàng mấy câu. Áo nón này có mấy đường khâu. Dọc đen mấy thước trước sau mấy lần. Anh mà dạy đáp ân cần thì em đưa nón trao chân tận nhà. Hey, tiếp tục. Áo tím ai nhuộm cho mình. Cho tình duyên thắm cho anh thương em. Ai về. Ôi sao gieo dần lạ nha. Ai về tôi gửi đôi giày phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi. Hỡi cô thắt giải lưng xanh ngày ngày. Ngày ngày gánh nước bên đình đợi ai. Người tốt về lụa, lúa tốt về phân. Chân tốt về giày, tay tốt về hoa. Yêu nhau thế lụa mây quần. Ghét nhau kể nợ nhau ra. Nực cười, nực xong mà đòi. 2, 3 1, 2, 3 hết giờ rồi. Thưa quý vị, những câu gieo vần thật bất ngờ. Có khi chính xác, có khi không kịp thời gian phỉa ra một từ gì đó cho nó xong, cho nó kịp thời gian. Thưa quý vị, kết quả bình chọn của 60 thành viên dành cho hai đội đã bắt đầu. Xin mời các bạn cầm bằng phím và bình chọn. Thưa quý vị, kết quả như sau. Đội chim chèo bẻo, sau nhiều lần bỏ cơ hội hoặc đọc lại câu đã đọc rồi, 60 thành viên rất ưu ái tặng 22 điểm. Và đội đơm đớm với bình chọn của 60 thành viên là 38 điểm. Chúc mừng. Chúng ta vừa hoàn thành vòng thi ca dao tục ngữ. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn. Các bạn đang đến với vòng thi thử tài biểu diễn. Thưa quý vị và các bạn, trong vòng thi này hai đội sẽ có cơ hội
xem phần tham gia biểu diễn của một khách mời và sau đó trên cơ sở ấy hãy sáng tạo từ bài hát đó phần trình diễn làm sao càng độc đáo, càng hấp dẫn, càng tốt. Thưa quý vị, tham gia biểu diễn trong chương trình Hội Ngộ Bất Ngờ lần này là một bài hát quen thuộc của Vĩnh Tâm được mang tên Mây và Núi với sự tham gia của Nhật Quốc và Tấn Quốc. Xin mời quý vị cùng đến. Ngắm xu khắp nơi chẳng mỏi mệt. Đến lúc có cơn gió thật lạ, hỏi mây chạy về bên đồi kia. Nơi mây đến đây thật nên thơ, chung quanh núi cao gần bên mây. Núi cứ đứng yên đến hiền hòa, làm cho mây ngập ngừng không rời xa. Từ ngày mây ghé qua, trời bỗng xanh thêm lời ca. Mây làm núi ấm bao ngày qua, thiết tha. Lời cò cây nói dần, mây núi bên nhau thân yêu. Như tờ trời sẽ duyên kiếp nào cùng nhau. Bao năm tới như chẳng đổi thay, nhưng nay sắc mây đã đổi màu. Có những lúc mây muốn một mình thả trôi đối với bên làn gió. Anh hay nước kia buồn xanh sao, trông theo dáng mây lòng ngậm ngùi. Núi có biết đâu tới lúc một ngày là mây muốn đợi tự do đi xa. Vì ngày xưa núi biển nên níu chân mây lại đây. Nay mây muốn phiêu du cùng cơn gió kia. Ừ thì mây cũng buồn nhưng núi kia đau buồn hơn. Mây đi rồi có cây chẳng còn hồn nhiên. Nay sắc mây đã đổi màu. Có những lúc mây muốn một mình thả trôi đối với bên làn gió. Anh thấy nước kia buồn xanh sao, trông theo dáng mây lòng ngậm ngùi. Núi có biết đâu tới lúc một ngày là mây muốn đợi tự do đi xa. Vì ngày xưa núi biển nên níu chân mây lại đây. Nay mây muốn phiêu du cùng cơn gió kia. Ừ thì mây cũng buồn, nhưng núi kia đau buồn hơn. Mây đi rồi có cây chẳng còn hồn nhiên. Vì ngày xưa núi hiền nên níu chân mây lại đây. Nay mây muốn phiêu du cùng cơn gió kia. Ừ thì mây cũng buồn, nhưng núi kia đau buồn hơn. Mây đi rồi có cây chẳng còn hồn nhiên. Quý vị và các bạn, và bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen xem ai là Nhật Quốc, ai là Tấn Quốc. Bởi vì đây là hai anh em song sinh. Các bạn đoán thử xem ai là Nhật Quốc ạ? Nhật Quốc đây. Đây. Dạ đúng ạ, Tấn Quốc ạ. Nhật Quốc đây. Tấn Quốc ạ. Nhật Quốc đây, Tấn Quốc đây. Khác nhau ở chỗ nào? À, khác nhau ở chỗ là Tấn Quốc thì nói nhiều hơn một chút ạ. Nhưng mà nếu nhìn thì sao? Nếu nhìn thì chắc nhìn hơi lâu một chút thì sẽ biết Nhật Quốc và Tấn Quốc ạ. Dạ đúng ạ. Nốt ruồi khác nhau. Một người nốt ruồi cao hơn, một người nốt ruồi thấp hơn, nhưng phải nhìn gần mới thấy rõ. Hai bạn bắt đầu ca hát hồi năm mấy tuổi ạ? Dạ hồi năm 2003, là lúc đó là 18 tuổi ạ. Hồi nhỏ các bạn có ước mơ sau này lớn lên làm ca sĩ không? Cũng ước mơ làm ca sĩ, cho nên bây giờ thì Nhật Quốc và Tấn Quốc mới làm ca sĩ ạ.
Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ đây là đoạn nhạc mà hai đội lưu ý, chú ý. Mây và núi sẽ được thể hiện trên cơ sở này, các bạn sáng tạo một đoạn ngắn thôi. Xin mời Nhật Quốc, Tân Quốc. Cho mây ngập ngừng không rời xa. Từ ngày mây ghé qua, trời bỗng xanh thêm lời ca. Mây làm núi ấm bao ngày qua, thiết tha. Lời cò cây nói dần, mây núi bên nhau thân yêu. Như tờ trời sẽ duyên kiếp nào cùng nhau. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ năm anh em không sinh đôi của đội A sẽ hát bài Mây và Núi. Cố vũ. Chẳng mỏi mệt đến lúc có cơn gió thật là hồi mây chạy bên đồi kia. Nơi mây đến đây thật nên thơ, chúng quên núi cao gần bên mây. Núi cứ đứng yên đến hiền hòa, làm cho mây ngập ngừng không rời xa. Từ ngày mây ghé qua, trời bỗng xanh thêm lời ca. Mây làm núi ấm bao ngày qua, thiết tha. Lời cò cây nói rằng mây núi bên nhau thật yêu. Như tờ trời sẽ duyên kiếp nào cùng nhau. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta thấy Nhật Quốc, Tấn Quốc là mây trắng mây đen. Còn đây là đội A thì là mây ngũ sắc năm màu. Còn bây giờ thì năm đom đóm sẽ đến với chúng ta, mây và núi. Xin mời. Nhật Quốc và Tấn Quốc thân mến, thì bây giờ xin mời hai bạn phải có ý kiến xem hai đội của chúng tôi trong hội ngộ bất ngờ với mây và núi như thế nào. Nhật Quốc và Tấn Quốc thấy các bạn nam và các bạn nữ ai diễn cũng vui hết á. Mấy bạn nam thì được cái là ngũ sắc là năm màu khác nhau, minh họa nó cũng rất là vui. Còn mấy bạn nữ thì cái lúc mà minh họa rất là kịch tính à, giống như là khi mà thấy mây mà bỏ núi xong rồi cái mấy bạn minh họa thật là vui. Giờ thấy thí dụ mà khán giả coi thì khán giả sẽ rất là mắc cười á. Còn Nhật Quốc thì sao? Em thì cũng thấy các bạn hình như là mấy bạn nữ diễn hay hơn một chút. Còn về hát thì các bạn nhận xét như thế nào? Hát thì bên các bạn nam thì có khúc cuối là
không có đúng cao độ lắm à. Còn mấy bạn nữ thì hát cũng ok lắm anh ạ. Cũng tốt lắm à. Vâng, xin cảm ơn Nhật Quốc và Tân Quốc đã đến với Hồi Ngộ Bất Ngờ. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ là phần bình chọn của 60 thành viên xem là sẽ bình chọn đội nào. Xin mời các bạn bắt đầu. Kết quả như sau, đội Chim Chèo Béo 29 điểm, chúc mừng. Đội Đơm Đớm 31 điểm, chúc mừng. Thưa quý vị, vòng thi thử tài biểu diễn đến đây đã kết thúc. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng thi trò chơi ô ăn quan. Mời quý vị đến với lượt chơi của trò chơi ô ăn quan. Thưa quý vị, mỗi đội sẽ có một quan và 25 quân. Một quan thì bằng 10 quân. Người chơi rải quân bằng cờ. Thời gian thi đấu là 7 phút. Đội có tổng số quân và quan nhiều hơn sau khi tổng kết sẽ là đội chiến thắng. Đội thắng cuộc sẽ hưởng trọn số điểm 30 điểm, tương đương với tiền thưởng 1 triệu đồng. Mỗi đội có 10 giây suy nghĩ trước khi xuất phát. Bây giờ đội nào có số điểm cao hơn sau 3 vòng thi sẽ được quyền ưu tiên xuất phát trước. Xin mời đội Đơm Đơm. Đơm Đơm đã quyết định chọn từ ô B4 và đi về cánh phải. Tiếp tục từ ô A2 nối tiếp 5 lá cờ nữa. Hey, hấp. Chúc mừng ô B4 là ô trắng ăn được cờ ô B5. Yeah. Xuất phát, xin mời đội Chim Chèo Béo. Chim Chèo Béo quyết định chọn A1. Đi về cánh phải đưa cho Quang. Rồi tiếp tục cờ cho các quân còn lại. Hãy tìm cho mình ô trắng. Rất tiếc, dừng lại ô Quang không đi được nữa. Xin mời đội Đơm Đơm tiếp tục. Từ B5 một cờ đưa cho Quang. Tiếp tục lấy cờ ô A5 và tiếp tục đi về cánh phải. Quý vị các bạn đang đến với trò chơi ô ăn quan của chương trình Hội Ngộ Bất Ngờ. Hey, hấp tiếp tục. Từ ô B2 xuất phát đi về cánh phải. Làm thế nào để tìm được ô trống và ghi điểm? Hey, hấp. Tiếp tục. Rất tiếc dừng lại ở ô quan không đi được nữa, mời bạn tự chọn. Chúng ta sẽ mời đội Chim Chèo Béo xuất phát. A1 phải. A1 phải. Hai cờ. Chúc mừng An Trọn vì ô B2 trong ô B3 hưởng trọn số lần. Tiếp tục. Quyết định chọn các cờ từ ô B1 và đi về hướng tay phải. Đội Chim Chèo Béo tiếp tục xuất phát. Lấy cái nhiều, lấy cái A3
cờ. Xin lỗi, về cánh phải. Thời gian còn là 3 phút 55 giây. Hey, hop. Tiếp tục đi từ ô A5. Hai cờ. Hai cờ của ô A2 đi tiếp. Và có một cờ của B1 tiếp tục. Hey, hop. Hai cờ của ô B3 đi tiếp. Và cuối cùng dừng lại hô quan, không còn đi được nữa. Xin mời đội Đâm Đâm. Hãy suy nghĩ cho kỹ để coi đáp án chính xác. 5 cờ đi về phía tay trái. Nó chặt lại người có cây à. Không có cây à, nó có cây. Đi 3 cây 1, 2, 3. Hey. 3 cây xuống ăn quán luôn. Ăn được, ăn được. 1 cờ. Tiếp tục. Không cần phải tiếp tục nữa mà phải tiếp tục bước lên để đếm số cờ của mình. Tổng kết xem mỗi đội được bao nhiêu cờ. Xin mời hai đội trưởng. Chim chèo bẻo bao nhiêu ạ? 13 cờ và 1 quan. Chúc mừng. Và đội Đom Đóm. 12 cờ và 1 quan. Chúc mừng. Thưa quý vị, như vậy đội chim chèo bẻo là đội chiến thắng bước vào vòng thi đặc biệt. Chúng ta vừa hoàn thành trò chơi ô ăn quan. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn. Thưa quý vị, kết quả đội chim chèo bẻo 109 điểm, tương đương với tiền thưởng 3.640.000 đồng. Chúc mừng. Đội Đom Đóm 101 điểm, tương đương tiền thưởng 3.360.000 đồng. Chúc mừng. Quý vị các bạn thân mến, và đội chiến thắng vòng thi ô ăn quan sẽ có cơ hội đến với vòng thi ăn khế trả vàng. Hiện nay đang có 5 quả khế, trong đó giá trị của nó từ 1 triệu cho đến 5 triệu đồng. Nếu các bạn chọn một quả khế và trả lời đúng câu đố của vòng thi này, số tiền trong quả khế ấy sẽ thuộc đội mình. Bây giờ xin mời đội chim chèo bẻo chọn khế. Năm triệu lên. Và bây giờ câu đố của vòng này như sau. Các thành viên của đội A sẽ có thời gian 60 giây suy nghĩ. Cây suông đuồn đuột trong ruột đen thui, con nít lui cui dấn đầu đè xuống. Đố là cái gì? Xin nhắc lại. Cây suông đuồn đuột trong ruột đen thui, con nít lui cui dấn đầu đè xuống. Đố là cái gì? 60 giây bắt đầu. Cây giết tiền phải giết thuốc đâu nè, không phải giết thuốc. Cây giết tiền, Dạ vâng, sau một hồi hội ý rất là trằn trọc, đội chim chèo bẻo có câu trả lời là cây giết chì. Cây suông đuồn đuột trong ruột đen thui, con nít lui cui dẫn đầu đè xuống. Viết gì là một đáp án chính xác. Xin mời 5 thành viên hãy khám phá số tiền trong quả khế vàng và để biết xem nó bao nhiêu. Xin mời.
3 số 0 và chắc chắn là 6 số 0. Quan trọng là số cuối cùng là số mấy? 3 triệu đồng, chúc mừng! Quý vị, hội ngộ bất ngờ cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Kiết Cường thực hiện. Chương trình này được sự tài trợ của nhãn hàng Diana. Và ngay sau đây xin gửi những phần quà lưu niệm của nhà tài trợ đến với hai đội. Sông sẽ thêm gần, bạn bè từ khắp nơi này quay về chào đón trong ngày vui thiết tha. Từng ngày cùng chi nữa ai ơi, hòa bình cùng vui xuân hôm nay. Cùng đời tuổi trẻ chúng ta luôn nhiều mơ ước tương lai tìm ra người. Anh nhìn ngắm khắp nơi này, bạn bè đến quá đông vui. Xuân sang đây hát tiếng ca cùng đàn nhịp trong đường mừng thật tình vui. Để mọi duyên xưa lung linh, nào cùng tất tiếng ca vang, nào cùng nhau hay vui trong lần nước đưa ta quen nhiều bạn bè. Ôi mùa mang đến bất ngờ. Thần Việt Nam hòa cùng thế giới. Number One hân hạnh mang đến chương trình này. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình truyền hình thực tế Chinh phục đỉnh Everest, tinh thần Việt Nam hòa cùng thế giới. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng các vận động viên leo núi Việt Nam. Nhưng trước tiên hãy đến với phần thông tin về đỉnh núi Kinabalu, nóc nhà của Đông Nam Á với độ cao 4.095m. Thành phố Kota Kinabalu là thủ đô của Sabah. Dân số vùng Sabah khoảng 3 triệu người. Vùng này là một tập thể pha trộn 32 nhóm chủng tộc và những người không phải là người dân bản địa. Người Kadazandustan là những nhà sản xuất lúa gạo chính trong vùng. Người Bazo thường là dân đi biển ở Borneo. Họ sinh sống dọc theo bờ biển, coi việc đánh cá là một nghề chính. Ngoài ra, người Bazo còn có tài cưỡi ngựa. Dân địa phương thường gọi họ là Cao Bồi Phương Đông. Tộc người Murut cư ngụ chủ yếu ở vùng nội địa. Người Hoa sống quanh thành phố, họ được biết đến như những nhà buôn thực thụ. Người dân bản địa thường mặc áo dài bằng vải hoa, nam giới mặc áo sơ mi không cổ và không được để hở cánh tay đùi ở những nơi công cộng. Nữ thường mặc áo dài tay. Nơi đây có sự đan xen hài hòa về văn hóa truyền thống và ngôn ngữ. Tám vận động viên bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh Kinabalu bằng cách chia thành hai đội. Và trong mỗi đội có các thành viên giống như khi các bạn tham gia trò chơi đi tìm đáp án ở bảo tàng Sabah. Tuy nhiên, hai đội không đi cách nhau quá xa. Mỗi đội đều có chuyên gia leo núi người Sherpa dẫn đường và hướng dẫn tập luyện thể lực cũng như cách hít thở.